Xin chào quý vị Sài Gòn và một ngày đẹp trời. Đây là đường đi hướng về sân bay. Đẹp phóng sự luôn. Sài Gòn buổi sáng trời rất là đẹp và chiều thì trời mưa. Ở Sài Gòn rất là đông đúc thưa quý vị. Giờ này người ta đi làm việc, chạy trên đường. Covid đã qua rồi, bây giờ người ta đi rất là đông. Phía trước quý vị là ngã tư Bảy Hiền. Ô lộn, đây là lăng chai cá. Và chúng ta đang đi vào đường Cộng Hòa. Con đường Cộng Hòa rất là đông, tại vì nó dẫn từ các cái khu quận 12, Hóc Môn để hướng vào trung tâm Sài Gòn. Con đường này quý vị đi cái giờ mà tan tầm với đi giờ làm việc á, là kẹt cứng ngắc.
từ 5 giờ chiều cho đến 7-8 giờ chiều là cứng ngắc. Đường Cộng Hòa này sẽ chạy thẳng về dưới kia thì là đường Trường Chinh, các khu công nghiệp Tân Bình, bến xe An Sương. Giờ này quý vị thấy không, tốc độ xe chạy rất là chậm. Là đường trong khu công nghiệp Tân Bình thưa quý vị, hai bên bà con bán hàng rất là nhiều. Đây là chợ Bến Thành, một ngôi chợ có rất lâu đời tại thành phố Sài Gòn. Quý vị đến với Sài Gòn hãy đến với chợ Bến Thành nhé. Một nơi có rất nhiều điều thú vị cho quý vị khám phá. Chợ Bến Thành, một khu mua sắm và ăn uống. Rất nhiều thứ cho quý vị chọn lựa. Hãy đến với chợ Bến Thành, Sài Gòn. Chúng ta đang chạy xe trên đường Hàm Nghi, quận 1. Và đây là một trục đường khá đẹp của thành phố Sài Gòn. Và tới đây chúng ta sẽ đã rẽ ra bờ sông của Sài Gòn và hướng đi về Bình Thạnh, cầu Sài Gòn. Đây là cái tòa tháp khá cao ở Sài Gòn. Trước kia thì nó là một cái tòa tháp cao nhất Sài Gòn, sau này thì
cái tòa nhà bên gần cầu Sài Gòn mọc lên thì nó đứng thứ hai, và cái tòa nhà này nó giống như hình một trái bắp. Quý vị đang ngắm đường phố Sài Gòn, bên phải là sông Sài Gòn, kia là cầu đi bộ Thủ Thiêm. Đây là tượng Trần Hưng Đạo và Lý Hương đã được trả lại. Đây Lý Hương đây quý vị. Đó. Phía trước mặt chúng ta là đường đi bộ Thủ Thiêm.